đau khổ. Nó ở phía trước, sao con lại quay lại, không đi tiếp? Con chịu thôi. Vậy con vui lòng vứt bỏ cuộc đời sao? Vâng, con muốn trở lại làm pho tượng đất như trước. A, à, cầu xin Thượng Đế hãy giúp đỡ con. Đây là sự lựa chọn của con. Ta không thể giúp đỡ con được. A, à, a, à, không, không, trời ơi, không. Ấm trà cổ. Sang dùng bữa ạ. Ừ, cứ để trên bàn đấy, lát ông ăn sau. Ngày nào con cũng thấy ông lao lao chùi chùi, thế thì lấy đâu ra bụi hả ông? Chắc anh không biết. Những người yêu thích đồ cổ như ta thì có lao chùi thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy chưa đủ. Ừ, vâng, nếu huyện ta mà bình chọn những người giàu có về đồ cổ thì ông chẳng thua kém gì nhà buôn đâu ạ. Không, không, ta chỉ nhận là người yêu thích đồ cổ thôi, chứ không nhận mình giàu có. Anh đừng có nói như thế, người ta cười cho đấy. Dạ con biết rồi, con đúng là có phước thì mới gặp được người tốt tính lại khiêm tốn như ông. Thôi con đi làm vườn đây ạ. Ừ. Tú ơi, Tú. Dạ ông cho gọi con. Nghe nói ở làng bên có người giao bán chiếc ấm trà cổ, ông sang đó xem sao. Anh trông nom nhà cửa cẩn thận nha. Vâng, con biết rồi. Ông đã về rồi đấy ạ. Có mua được đồ không ông? Có. Ôi, ấm trà này đẹp quá ông ơi. Đây là một chiếc bình cổ gia truyền nhiều đời. Hắn người làm ra chiếc bình này là một nghệ nhân giỏi và có tâm. Thế tại sao họ lại bán bình này hả ông? Anh ta lỡ sa vào con đường cờ bạc nên phải bán hết gia tài để trả nợ. Khi vừa nhìn thấy nó, ta đã thích rồi vì ta chưa thấy chiếc bình nào đẹp như vậy. À, ra thế. Thôi để con mang ấm cất vào tủ nha. Ông rửa chân tay để ăn cơm ạ. Ừ, nhẹ tay thôi kẻo sức nhé. Chà chà, còn gì yên bình hơn. Hôm nay chồng lại đến nhà tôm thế này, sao ông không báo trước để tôi cho người qua đón? Tôi tiện đường ghé qua thăm ông luôn. Tú ơi, Tú lấy cái ấm ông mới mua hôm trước pha trà nhé. Nhớ rửa thật kỹ vào, không bụi bẩn đấy. Vâng ạ. Con mời hai ông dùng trà ạ. Ừ, mời ông dùng trà. Chà, chiếc ấm này đẹp quá. Sao tôi chưa từng thấy nó bao giờ nhỉ? Ấm trà này tôi mới mua được của một người ở làng bên đấy. Không hổ danh là người sưu tập, chiếc ấm đúng là một kiệt tác nghệ thuật. Ông cũng thấy vậy sao? Tôi tuy có nhiều ấm cổ, nhưng ưng nhất vẫn là chiếc này. Thôi, ông uống trà đi kẻo nguội. Tôi nghe họ nói trà pha bằng ấm này uống rất thơm ngon. Quả đúng như ông nói, vị trà rất đậm đà, mùi thơm, đúng là ấm đẹp, trà ngon, bạn tri kỷ. Tôi có phúc có phần mới quen biết được một người bạn như ông. Kìa, ông nói thế chẳng hóa ra chê cười tôi ư? Mấy khi được ông chiếu cố đến chơi lại cùng thưởng trà như thế này. Tôi thì chỉ ước có cuộc sống thanh tao, yên bình như ông thôi. À! Tay ông có sao không? Để tôi sai thằng Tú lấy ít thuốc bôi cho mát. Ờ, tôi không sao. Nhưng chiếc ấm... Không sao, ông cứ để đó, tôi bảo thằng Tú dọn cho. Không quẹt vào tay chảy máu thì khổ. Tú ơi! Ông gọi con ạ. Anh dọn cho ta đống mảnh vụn này, rồi pha cho ta ấm trà khác nhé. Tôi thành thật xin lỗi ông về ấm trà. Nếu được, tôi xin đền ông cái khác.
Ồ, chỉ là một cái ấm trà thôi, ông đừng quá bận tâm. Hôm nào rảnh ghé qua tôi chơi nữa nha. Nhất định là thế. Thôi tôi về đây, chào ông. Ông ơi, chiếc ấm này ông rất thích mà phải khó khăn lắm ông mới mua được. Vậy mà lúc nãy ông ấy làm vỡ, ông không tức giận lại còn pha ấm trà khác mời ông ấy, chẳng nhẽ ông không tiếc ư? Tiếc, ta rất tiếc vì không thể dùng nó để pha nhiều ấm trà khác mời bạn bè. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, có nổi giận hay luyến tiếc không có ích gì. Chi bằng hãy nghĩ rằng lúc nào đấy ta lại tìm được một chiếc bình đẹp hơn như thế. Nếu lúc đó ta giận dữ thì tình thâm giữa ta và ông bạn kia chắc gì đã còn. Sống trên đời là phải biết kiềm chế cơn giận, có thể cầm lên, có thể bỏ xuống thì cuộc sống mới an nhàn, thanh tịnh. Còn giữ mãi mối hận thù, tiếc nuối thì chẳng phải đã lãng phí cuộc đời hay sao? Dạ con hiểu rồi ông ạ. Cô gái Úc hiếu thảo. Tại một khu nhà ven rừng nọ, có một cụ già. Con cái đi lấy chồng hết, chỉ có một mình. Hằng ngày cụ làm bạn với một chú sóc nâu sống trong một hốc cây trước nhà. Bà cụ và sóc nâu thân nhau lắm, cho tới một ngày. Chào cụ, hôm nay cụ dậy sớm thế ạ? Chào sóc nâu, dạo này ta thấy trong người mệt mỏi, khó ngủ nên dậy sớm quét tước nhà cửa một chút. Ôi, sóc ơi, ta thấy trong người mệt quá, ta phải vào nhà nằm nghỉ một lát vậy. Tội nghiệp bà cụ quá, có ba cô con gái thì đều lấy chồng xa, ốm đau chả có ai chăm sóc. Cho bà cụ vào từ sáng sớm đến giờ, vẫn chưa thấy bước chân ra khỏi nhà nhỉ? Có chuyện gì rồi à? Bà ơi, bà thấy trong người thế nào rồi ạ? Bà mệt lắm sóc nâu ơi. Thôi chết, để cháu tìm ba cô con gái của bà về với bà nhé. Ừ, sóc nâu tìm giúp ba cô con gái của ta về với ta. Ta mệt lắm, chẳng biết còn sống được bao lâu nữa. Ta muốn gặp được các con ta. Bà yên tâm nghỉ ngơi đi, cháu sẽ gọi ba cô con gái của bà về cho bà. Chào chị cả. Ôi, sóc nâu, sao sóc nâu lại đến đây? Mẹ chị dặn chị về sớm, mẹ chị đang ốm và rất nhớ chị. Ôi, vậy ư? Sóc nâu ơi, ta thương mẹ lắm. Vậy sóc nâu đợi ta một lát, ta cọ xong đám chậu này rồi sẽ đi cùng với sóc nâu ngay. Chị cọ nhanh lên. Sóc nâu ơi, sắp xong rồi, sóc nâu đợi ta một lát nữa nhé. Ôi, bẩn thế nhỉ? Sao mãi vết bẩn không đi như thế này? Những người bất hiếu như chị không sợ trời phạt cho sao? Đó, đấy chính là hệ quả lòng bất hiếu của cô. Ôi, chị hai đang kéo sợi ạ? Em đến báo tin cho chị đây. Ơi, chào sóc nâu, cơn gió nào đưa sóc nâu đến đây thế này? Mẹ chị nói chị về ngay, mẹ chị đang ốm và rất nhớ chị. Ôi, mẹ ốm à, chị nhớ mẹ lắm, mẹ ốm có nặng lắm không em? Mẹ chị rất yếu, chị về ngay đi. Ôi, chị muốn về ngay với mẹ, nhưng chị còn bận kéo nốt chỗ sợi này, sóc nâu đợi chị nhé. Chị nhanh lên, còn kéo cái gì nữa, mẹ chị mong chị lắm. Chị muốn cố kéo cho xong chỗ sợi này rồi về, kẻo bụi bẩn. Em e rằng vô cảm như chị, rồi trời sẽ phạt chị một đời ngồi kéo sợi đấy. Chào chị Út, chị đang nhào bột đấy à? Ơi, sóc nâu mang tin của mẹ đến cho chị hả? Mẹ chị bị ốm nên em đi tìm chị về. Thế thì chị phải về ngay. Chị cứ bình tĩnh, mẹ chị không bị nặng lắm đâu. Không sóc nâu ơi, chị phải về ngay sóc nâu ạ. Mẹ
ơi, nhìn này, đẹp không hả mẹ? Con sẽ ở đây chăm sóc mẹ. Con sẽ không để cho mẹ cô đơn một mình như thế này nữa đâu. Mẹ ơi. Ôi, con gái yêu của mẹ đã về rồi đây à. Cảm ơn Sóc Nâu đã gọi con gái ta về. Chị là cô con gái hiếu thảo, mọi người sẽ luôn yêu mến chị. Các con chị sau này cũng sẽ hiếu thảo như chị. Mẹ ơi. Sao lâu thế nhỉ? Đi xe chuyến ấy thì chỉ 4 giờ chiều là tới. Sao giờ này vẫn chưa thấy đâu? Mẹ! Nam! Mẹ! Sao giờ này mẹ mới lên tới? Hôm nay xe hỏng giữa đường. Chờ sửa xe mất những hơn 4 tiếng đồng hồ mới xong. Thành ra giờ này mẹ mới tới được. Giờ này hết giờ dẫn khách vào ký túc xá rồi. Làm sao bây giờ? Không sao. Mẹ con mình ngồi tạm ngoài này cũng được. Nè, mẹ mang lên cho con lọ ruốc. Ăn cơm bếp thì mang xuống ăn thêm cho đủ chất. Cả một lọ muối vừng nữa. Ăn cơm muối vừng thơm ngon lắm. Với lại mẹ mang thêm một ít ổi vườn nhà mình. Con mời bạn bè ăn đi. Quà quê chỉ có vậy thôi. Con xin, có quà của mẹ chắc chúng nó sướng lắm đấy. Còn đây tiền học phí kỳ này, với tiền ăn và tiền chi tiêu của con. Cất cẩn thận con nhé. Vâng, con xin. Mẹ, mẹ ăn gì chưa? Mẹ ăn rồi. Xuống xe là mẹ ăn tạm cái bánh mì rồi. Con đừng có lo. Hồi này học hành vất vả, con hơi gầy đấy. Cố ăn uống ngủ nghỉ cho điều độ nghe con. Mẹ yên tâm, con lớn rồi, biết tự lo cho mình mà. Kẽn gì thế con? Kẽn đóng cửa ký túc xá mẹ à. Hàng ngày cứ vào giờ này là ký túc xá đóng cửa, không ra vào nữa để quản lý sinh viên. Mẹ hiểu rồi. Thế con vào đi. Mẹ, nhưng muộn thế này rồi, làm gì còn xe về, phải tính sao đây? Con đừng có lo, mẹ khác có cách, mau vào đi không cửa đóng bây giờ, mau đi con. Nhưng... Không nhưng nhị gì hết, đi đi con. May mà có trợ cấp kịp thời, không thì nguy. Toàn món sở trường. Cả phòng ơi, ăn ổi quê mẹ tớ mang lên nào. Hay quá, chiến thua anh em ơi. Nam sướng thế, thi thoảng lại được mẹ lên thăm tận nơi. Ừ nhỉ, sướng thật. Nam ơi, Nam. Gì thế? Thằng Huy với thằng Hùng đang chờ bọn mình ở quán nét đấy. Đi thôi, kêu chúng nó chờ. Giờ này muộn rồi còn đi gì nữa. Muộn gì mấy, mọi khi tụi mình vẫn chơi tới tận khuya có sao đâu. Có mấy game mới hay lắm, không đi thì phí. Thế à? Vừa mới có viện trợ, xả láng một bữa cho đã đời nhỉ. Đi thôi, không chúng nó chờ. Ừ, đi thì đi. Sang đi. Ôi da, cậu ra trước đi, không bọn nó đợi. Tí tới ra sao? Ừ, thế tớ đi trước nha. Ôi trời ơi, cái gì thế? Tôi xin lỗi. Nam. Mẹ, sao mẹ? Muộn quá nên hết xe, đành chờ đến sáng mai về sớm. Nhà thuê nhà trọ thì tốn tiền. Mẹ ngồi tạm đây chợp mắt một tí, rồi bắt xe về chuyến sớm, có mấy tiếng thôi mà. Mà con làm gì ở đây giờ này? Sao lại trèo tường ra ngoài? Con làm sao thế? Mẹ ơi, con của mẹ hư đúng, đang trốn ra ngoài chơi điện tử. Con phụ lòng mẹ, phụ lòng ba, không biết thương ai cả. Mẹ ơi. Thôi nào con nín đi. Biết sai mà sửa thì tốt rồi, mẹ không trách con đâu. Con có tội, mẹ tha tội cho con không? Mẹ tha, nhưng con phải sửa ngay.
sửa ngay con à. Mẹ! Làm gương cho con. Con mình ăn cơm, lát bố về ăn sao nhé. Nhưng mà bố đi đâu mà lâu về vậy mẹ? Thì bố con chắc bận đi tiếp khách rồi, hay gặp gỡ đối tác. Công việc của bố con rất bận mà. Con ăn đi. Mẹ của Tuấn đâu rồi? À, bố về. Mình lại say rồi à? Sao suốt ngày rượu chè thế này? Rồi thì anh phải đi tiếp khách. Hôm nay vui quá nên... Mẹ ơi, bố bị làm sao vậy ạ? Con trai của bố đấy hả? Bố mệt thôi. Không sao đâu con à. Con ra ăn cơm đi. Để mẹ đi pha cốc nước chanh cho bố uống. Bố ơi, bố uống rượu phải không ạ? Con trai của bố à, là nam nhi đại trượng phu, là phải biết uống rượu. Uống được rượu thì mới đi tiếp khách được, mà tiếp khách được thì nói chuyện mới ra nhiều vấn đề. Lúc đó công việc mới thuận lợi, và như thế thì sẽ có nhiều tiền. Con thấy thế có hay không? Hay, hay ạ, con hiểu rồi bố ạ. Em ơi, làm gì đấy? Em đang nấu đồ ăn trưa, lát là xong thôi mà. Sáng nay em thấy anh ngủ ngon, chắc là vẫn còn mệt nên em không gọi anh dậy đấy. Thế cô Tuấn lại chạy đâu rồi em? Nó vừa ngồi học bài ở đấy mà, chắc lại chạy sang nhà cô Tích chơi rồi. Trời, em ơi, em ra đây mà xem này. Thần tượng của em chính là bố em. Ôi, con thần tượng anh mà. Bố em là một người rất tài giỏi, là trưởng phòng của một công ty nổi tiếng. Hôm qua bố đi tiếp khách về, bố dạy em là nam nhi đại trượng phu thì phải biết uống rượu. Vì uống rượu thì sẽ tiếp khách được, mà tiếp khách được thì sẽ kiếm tiền được. Em sẽ cố gắng học thật tốt và cũng cố gắng uống rượu tốt để được thành công như bố của em. Hôm qua, anh đã nói linh tinh gì với con đúng không? Em đã nói bao nhiêu lần rồi, con nó đã lớn, anh phải biết hành động cho đúng chứ. Sao lại dạy con những điều tệ hại như thế này? Thì hôm qua anh sai, anh làm sao mà biết được? Em thấy anh đi có giỏi không? Ôi, hay quá, hay quá. Em thấy chưa, hôm qua bố anh cũng đi thế này này. Anh phải tập đi như thế này thì sau này mới giỏi như bố anh được. Cái gì? Anh thấy chưa, anh làm gương cho con như vậy đấy. Anh chừa rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.